Ngọc Thơ Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Hoàng Văn Hưng sẽ bị kết tội như thế nào. Báo AFA ngày 24 tháng 7 tiếp tục loạt bài viết về phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu. Theo đó, AFA phỏng vấn các luật sư về kịch bản sẽ xảy ra đối với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Hình ảnh bài viết trên AFA. Chiều ngày 21 tháng 7, trong lời nói sau cùng trước khi tòa chuyển sang phần nghị án, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng an ninh điều tra Bộ Công an vẫn khẳng định là mình vô tội. Trong khi đó, Viện Kiểm sát cho rằng đã đủ căn cứ xác định bị cáo Hưng phạm tội nhưng không thành khẩn khai báo, không chịu trả lại số tiền hưởng lợi bất chính và đề nghị mức án 19-20 năm tù. Ải phải phỏng vấn một số luật sư trong nước về vấn đề này. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người từng tham gia bào chữa trong hàng chục vụ án xử người bất đồng chính kiến ở trong nước, nói với Ải phải rằng từ trước cho đến nay, trong hầu hết các vụ án an ninh quốc gia mà chúng tôi tham gia bào chữa, không biết bao nhiêu lần chứng kiến tình trạng cơ quan an ninh điều tra kết luận thân chủ của chúng tôi phạm tội dù không có chứng cứ hoặc chứng cứ rất mơ hồ. Lần này trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự chuyến bay giải cứu, có nằm mơ chúng tôi cũng không ngờ rằng một điều tra viên kỳ cựu của cơ quan an ninh điều tra lại là nạn nhân của chính tình trạng buộc tội không có chứng cứ hoặc chứng cứ mơ hồ. Với niềm tin nội tâm, tôi khó nghĩ rằng ông Hoàng Văn Hưng vô tội. Thế nhưng pháp định không thể xét xử buộc tội một người với niềm tin nội tâm mà phải bằng chứng cứ rõ ràng, xác đáng, được thu thập hợp pháp. Nếu phải suy đoán thì chỉ có một sự suy đoán được luật pháp chấp nhận là suy đoán vô tội. Trong một nền tư pháp độc lập với chứng cứ như hiện nay thì tôi nghĩ chỉ cần một cậu luật sư mới ra trường cũng có thể đủ để đưa ông Hưng thoát khỏi vòng lao lý nhưng với nền tư pháp chịu sự lãnh đạo toàn diện của một đảng xét xử theo nhu cầu chính trị, thì 100 ông luật sư cũng phải chịu thúc thủ trước ý chí thống nhất tội danh từ ban an ninh nội chính do đảng chỉ tay. Do đó, ông Hoàng Văn Hưng đương nhiên bị tuyên có tội và chịu hình phạt thích đáng, còn chứng cứ ư, quên đi. Vì tuyên một bản án hình sự không cần chứng cứ vẫn là chuyện hàng ngày mà giới luật sư chúng tôi đã từng chứng kiến trong nền tư pháp ấy luật sư ngô anh tuấn ở hà nội thì cho rằng thực tế đối với vụ án này và sức ép của dư luận cuối cùng tòa cũng sẽ khẳng định trong vali chứa tiền mà thôi cho nên việc tuyên ông hưng vô tội là chuyện hy hữu lắm và không khả thi trong thời điểm hiện tại họ không đủ bản lĩnh để làm đâu hình ảnh ảnh chế của chuyến bay giải cứu một khả năng tốt nhất có thể xảy ra là họ trả hồ sơ và tách hồ sơ vụ án này ra thành một vụ án độc lập để điều tra điều đó có thể là cách tốt nhất để cứu vãn danh dự uy tín của các bên mà thôi thực tế không phải chỉ ông hưng mà rất nhiều bị can bị cáo khác mà tôi chứng kiến rất nhiều họ cũng có tình tiết tương tự tức là không có chứng cứ vật chất nhưng tòa vẫn căn cứ vào lời khai của những người có liên quan hay những chứng cứ gián tiếp để khẳng định người đó có tội lưu ý là tôi không nói đến những bị cáo liên quan đến chính trị vì những người này hầu như không được xem xét Phầy nhận định rằng có lẽ không có ngành tư pháp ở nước nào đặc biệt như ở Việt Nam, khi tất cả các thẩm phán hiện đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc xuất thân từ công an. Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao hiện nay từng là thiếu tướng công an. Ông Trương Hòa Bình, cựu chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng từng công tác tại phòng an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh, từng giữ chức cục phó cục an ninh văn hóa. Viện trưởng viện kiểm sát tối cao hiện nay ông Lê Minh Trí, nhậm chức từ ngày 8 tháng 4 năm 2016, cũng từng là phó trưởng ban nội chính Trung ương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Hoàng Văn Hưng sẽ bị kết tội như thế nào? Còn độc tài đảng trị thì còn tham nhũng. Ngày 22 tháng 7, blog Gió Bất trên AFA có bài Cơ chế cảm ơn chính phạm vụ án chuyến bay giải cứu. Theo đó, trong phiên tòa xử án vụ chuyến bay giải cứu, nhiều tin tiết vui như tấu hài, các bị cáo cự quan chức dạy dỗ đạo đức cho nhau, lấy kiều, làm thơ, thậm chí còn chê cơ quan tố tụng phạm luật, lọt tội, cáo buộc, oan sai. Hình ảnh bài trên blog AFA. Điều thú vị nhất là theo tác giả, hầu hết các bị cáo nhận hối lộ từ 5-7 tỷ đồng đến 42 tỷ đồng đều cho rằng đó chỉ là quà cảm ơn. Những bị cáo bị buộc tội đưa hối lộ đã đưa ra bằng chứng họ bị sách nhiễu, rúng ép. Nếu không cảm ơn thì không được việc. Một cán bộ công an còn gợi ý thẳng thừng phải thực hiện cơ chế cảm ơn. Tác giả liệt kê một số bị cáo là quan chức nhận hối lộ trong vụ này nhưng cho rằng không lấy tiền của ngân sách nhà nước nên vô tội như Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vô tư nhận 5 tỷ đồng tiền cảm ơn của Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh. Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng thừa nhận đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng cho rằng mình làm đúng nhiệm vụ được giao, nghĩ doanh nghiệp đến cảm ơn sau khi xong việc nên nhận tiền. Phạm Trung Kiên, thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng. Bị cáo kiên khai phần lớn các lần nhận tiền đều là sau khi doanh nghiệp được bị cáo hỗ trợ nên họ chủ động gọi để xin số tài khoản cảm ơn tác giả nhận xét nguồn gốc sâu xa của chế độ cộng sản là áp đặt người dân trong cơ chế xin cho và sự kiêu ngạo ban ơn của đảng và nhà nước những công vụ trách nhiệm của viên chức bộ máy nhà nước đều được sùng kính long trọng bằng sự ban ơn ngày trách nhiệm bảo hộ đưa công dân ở nước ngoài hồi hương trong mùa dịch là trách nhiệm của mọi quốc gia cũng được xem là sự ban ơn. Tác giả dẫn báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, cao giọng ban ơn và răng đe những ý kiến phản biện vụ chuyến bay giải cứu. Tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu. Theo hình thức, công dân thuộc diện ưu tiên được về trên các chuyến bay do cơ quan nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện và cách ly. Việc tổ chức các chuyến bay cứu hộ này là thực hiện chủ trương nhân đạo, thể hiện sự quan tâm hàng đầu của Đảng và chính phủ Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân, mục đích cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản cho người dân. Hình ảnh phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Tác giả bình luận, trong dịch bệnh, trách nhiệm của nhà nước là phải hồi hương cho mọi công dân có yêu cầu chứ sao lại gọi là cho phép lại còn phân loại công dân thuộc diện ưu tiên, chính việc đảng chính phủ tự biến trách nhiệm phải làm thành quyền cho phép, lại đặt ra các tầng nấc công dân thuộc diện ưu tiên đã kích hoạt cho cơ chế xin cho và cơ chế cảm ơn vận hành tác quái. Tác giả dẫn lại lời khai của nhiều bị cáo là giám đốc doanh nghiệp đã khẳng định bị Phạm Trung Kiên quát tháo ra giá, thậm chí còn đe dọa đã có chữ ký rồi, nếu không có tiền sẽ không có còn dấu. Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 32 lần tổng 25 tỷ đồng cùng các bị cáo thuộc cục lãnh sự gây khó khăn, nhũng nhiễu không minh bạch buộc doanh nghiệp chi tiền để được giải quyết thủ tục. Với doanh nghiệp chưa thỏa thuận đưa hối lộ, Lan tự ý ra văn bản yêu cầu dừng triển khai chuyến bay khi doanh nghiệp đã bán hết vé và thuê máy bay, sát ngày bay mới thông báo thay đổi kế hoạch bay để doanh nghiệp phải gặp chi tiền. Tác giả dẫn trường hợp của bị cáo Trần Thị Mai Sa, 35 tuổi, giám đốc công ty Master Life, là một trong 23 lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố về tội đưa hối lộ. Giải thích việc Master Life bị xác định là doanh nghiệp chi tiền nhiều thứ xấu trong vụ án. Giám đốc Mai Sa cho rằng do thông lệ buộc phải theo, lần đầu đã bị ép đưa rồi, lần sau cứ phải thế mà phải đưa. Tác giả cho rằng điều tệ hại hơn nữa là ngay trước tòa, khi bào chữa hay nói lời sau cùng Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan và tất cả các bị cáo là quan chức không có chút thành tâm hối hận trước hành vi tàn ác của họ với đồng bào của mình. Họ trần tráo, dối trá, chối tội, liệt kê công vụ như một loại thành tích xin ân giảm tội với đủ thứ điều kiện khó khăn, nghe rất nực cười. Ngạo nghễ hơn nữa, Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng cục xuất nhập cảnh cho rằng không yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền việc nhận hối lộ là thụ động nên coi như tôi số đen dù kể rằng khi bị bắt đã gọi về dặn vợ chuẩn bị 3 tỷ đồng và coi như anh nghỉ dưỡng một thời gian rồi về nhưng theo tác giả suy cho cùng cả những bị cáo quan chức này cũng chưa phải là chính phạm của đại án tham nhũng hối lộ trong chuyến bay giải cứu nói cách khác họ chỉ là hệ quả phát sinh tất yếu của cơ chế xin cho cơ chế cảm ơn mà đảng Cộng sản đã tạo ra và nuôi dưỡng. Còn độc tài đảng trị, còn trò hề công cuộc đốt lò, thì tham nhũng hối lộ còn sinh sôi, không thua rùi nhặn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Còn độc tài đảng trị thì còn tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề